Mr. Đàm bị chỉ trích vì đá cô gái vừa ăn vừa hát. Mới đây, trên mạng bất ngờ hé lộ đoạn video tập hát của ông Hoàng Nhạc Việt Mr. Đàm cùng hai học trò là Vicky Nhung và Phượng Vũ. Được biết, trong chương trình hôm đó, Phượng Vũ và Đàm Vĩnh Hưng sẽ cùng song ca bài Em Nhớ Anh Vô Cùng. Để chuẩn bị tốt cho tiết mục, Đàm Vĩnh Hưng đã có phần tập dượt trước với học trò của mình. Tuy nhiên, trong phần tập thì Phượng Vũ lại không tập trung. Ngay sau đó, cô bị Đàm Vĩnh Hưng thẳng chân đá để nhắc nhở. Điều này khiến Phượng Vũ khá giật mình và cố gắng hát tiếp. Tuy nhiên, có lẽ do khá hoảng nên cô hát chưa hết một câu thì dừng lại. Đoạn video sau khi được hé lộ gặp phải khá nhiều phản ứng của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng Đàm Vĩnh Hưng cư xử khá thô bạo với học trò của mình, chưa kể Phượng Vũ lại là học trò nữ. Theo nhiều người, trong tình huống Phượng Vũ mất tập trung thì ông Hoàng Nhạc Việt nên nhắc nhở, chứ không nên thượng cẳng chân hạ cẳng tay như vậy. Theo họ, đây là hành động mà đàn ông không nên làm đối với phụ nữ. Được biết, cách đây vài ngày, Đàm Vĩnh Hưng cũng từng trở thành trung tâm của bàn tán khi mắng té tát Phượng Vũ trong cánh gà. Cụ thể, ngay trước đêm gala trao giải The Voice, Đàm Vĩnh Hưng và ba học trò cưng là Phượng Vũ, Tony, Vicky Nhung đã tham dự một đêm nhạc từ thiện. Trước khi lên sân khấu biểu diễn tiết mục của mình, vị huấn luyện viên khó tính của The Voice phát hiện ra cô học trò chưa chỉn chu về trang phục và hình thể. Cụ thể, mái tóc của Phượng Vũ có phần không hợp với trang phục. Ngay lập tức, Mr. Đàm đã mắng xối xả Phượng Vũ và yêu cầu cô thay đổi ngay kiểu tóc. Mặc dù những lời trách mắng của Mr. Đàm chủ yếu phục vụ cho công việc, nhưng theo nhiều người thì nam ca sĩ khá nóng tính với học trò của mình. Tuy nhiên, một số người lại tỏ ra bênh vực Đàm Vĩnh Hưng. Anh vốn nổi tiếng là một người rất cẩn thận và khắt khe trong công việc. Chính vì vậy, Mr. Đàm luôn yêu cầu mình và những người cộng tác phải có tác phong chuyên nghiệp khi làm việc cùng nhau. Việc Phượng Vũ liên tục mất tập trung khi diễn tập làm Đàm Vĩnh Hưng vô cùng giận dữ, và có lẽ hành động này của anh là do quá nóng tính mà thôi.